Xin chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay thì em nên giới thiệu lại với tất cả anh em là hai cái mẫu này. Nhìn anh em nhìn con này nó rất là gọn gàng, rất là nhỏ đúng không ạ? Đó, 4120. Con này thì cái công suất của nó đấy là 1200W một kênh anh em nhé, ở 8 ohm, 2400W một kênh ở 4 ohm và 3000W ở 2 ohm anh em nhé. Con này mạch Class D và mạch nguồn của nó là mạch nguồn PFC, nó có thể chạy được từ 90V cho đến 260V anh em nhé. Nhìn rất là nhỏ, chỉ 6,5kg thôi, nhưng mà rất là khủng anh em nhé, rất là khủng. Đó, hàng Class D xịn sò thì nhìn nó rất là khôn anh em nhé, bo mạch. Đó, rất là chất lượng, 1200W anh em nhé. Giá con này là 11.500.000 đồng. Đó, ngày hôm nay thì em so sánh với một con, đó là con MA1300. Con MA1300 này thì với công suất của nó là 1300W. Thì thật ra hai con này nó cũng xem nhau anh em nhé. Xem sau một con 1200, con 1300. Thì với hai con này anh em có thể nhìn thấy đây, một con này nặng lên tận 40 cân và 80 sò anh em nhé. Đó, 80 sò 40 cân. Anh em có thể thấy bên này thì không có dùng sò, dùng MOSFET, và nó chỉ nặng 6,5kg thôi. Đó, anh em nhìn nó có sự khác biệt không? 1200 và 1300. Đấy, nhiều anh em thì cứ hỏi là nên chọn cục đẩy nào, thì với hai dòng đẩy này thì tùy anh em. Còn chất lượng thì nó như nhau hết anh em nhé. Đều được bảo hành 1 năm của bên em và hỗ trợ sửa chữa trọn đời anh em nhé. Hỗ trợ sửa chữa trọn đời. Chi phí thì con này thì nếu mà lỗi thì chi phí tầm 400. Còn con này chi phí nếu mà lỗi thì tầm 600 anh em nhé. Đó, anh em thể nhìn qua 1300W mà nó sử dụng lên tới tận 80 con sò NJWK anh em nhé, NJWK 32 tụ, rất là nhiều và nặng, chủ yếu là cái cân nặng 40kg anh em nhé, rất là nặng. Đó, con này thì có thể đánh được phun đôi xúc kép coi 100 anh em nhé. Con này thì cũng vậy, phun đôi xúc kép coi 100. Đó, anh em nhé, 1200W một kênh, mạch PFC, có thể chạy được điện yếu. Con này thì lợi thế của nó sẽ là nó gọn nhẹ này, 6,5kg thôi, size 1U anh em nhé. Và nó chạy được điện yếu, tức là từ 90V cho đến 260V anh em nhé. Còn nó đấy là cái ưu điểm của nó. Còn con này thì nhược điểm nó là nặng anh em ạ. Đó, còn anh em dùng hai con này, anh em đã dùng thì anh em sẽ đánh giá rất là ok. Vì sao? Những dòng này là những dòng rất là bền bỉ anh em nhé. Và quê quán 4120 này, cái chất tiếng của nó hay hơn, nó hay hơn MA1300 anh em nhé, khẳng định với anh em. Chất tiếng của 4X4150 thì hay hơn MA1300 rất là nhiều. Đó, con này thì nó nhìn hầm hố, dành cho anh em là thích nó trâu bò. Đó, thích nó khủng anh em nhé, nhưng mà nó rất là nặng. Đó, và size của nó 3U. Con này thì cũng rất là khủng, nhưng mà nó nhẹ nhàng, chạy được điện yếu. Đó, rất là chất. Nói chung là chơi một trong hai con này đều ok hết anh em nhé. Và như em nói, MA1300 giá là 10.500.000 đồng, và X4150 là 11.500, chênh nhau 1 triệu anh em nhé. Nhưng đổi lại anh em sẽ được cái nó nhẹ nhàng này. Đó, rất nhẹ nhàng. Và thứ hai là cái nguồn của nó auto anh em nhé. Đấy, để cho anh em hiểu là như vậy. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho bên em. Đó, con MA1300 này thì giá đang rất, cũng đang rất rất là tốt, chỉ có 10 triệu rưỡi thôi anh em nhé, 10 triệu rưỡi thôi, và rất là hợp lý túi tiền. Đó, còn con này là 11 triệu rưỡi. Đó, và nhìn chất lượng anh em nhé, mạch PFC Class D thì mỗi kênh chỉ cần dùng hai con MOSFET thôi, hai con MOSFET, tất cả là tụ jack hết anh em nhé, tụ rất là xịn sò. Đó, linh kiện xịn sò. Đó, tụ tận 130V, áp rất là cao. Đó, hai biến áp xung. Nhìn như này anh em đừng nghĩ là nó đơn giản anh em nhé. Anh em nhìn thấy X2200 chưa? Nhỏ bé như này thôi nhưng mà nó 2200W. Đó, con này đánh bao tất cả các loại xúc kép. Đó, X4150 anh thấy 1500W. Thì dòng này là dòng đàn em 1200W anh em nhé. Đấy, nên anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em nhé, với hai số điện thoại bên góc dưới màn hình. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Chào tất cả anh em nhé. Chào tất cả các bác nhé. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube.
gõ chữ thắng cao audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ thắng cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.